Em Hoàng An xin được gửi chào đến tất cả chị quý hàng thân yêu. Hôm nay thứ bảy rồi. Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 này chị nhá. Thì đang là buổi sáng và Trang trên đường ra chỗ làm. Thì em An ngày hôm qua tối muộn ngày hôm qua ấy, cũng mới về một chiếc Hyundai Accent 2020 số sàn. Bản này là bản tiêu chuẩn đấy chị nhá, 2020. Một chiếc xe rất là đẹp, hàng lướt đấy chị ạ. Đó, thì em An cũng lấy cái xe về đi trải nghiệm và mới chạy từ cửa nhà ra đây thì em An cũng ra cái khu vực quay rất là quen thuộc của em An để review mẫu xe này gửi tất cả anh chị. Một chiếc xe rất là đẹp nha anh chị nhá. 2020 và mới đang chạy Odo đây ạ. Odo chuẩn đang là 13.409 km cho một chiếc xe số sàn này. Đó, và ở đây thì cũng đầy đủ những cái tính năng như là ABS. Đấy, ABS hay là túi khí đầy đủ hết anh chị nhá. Ở bản thiếu chỉ duy nhất thiếu ở đó chính là cái phần màn hình này, đây là cái đầu CD zin thôi. Đấy. Và cái cục cần số này thì nó sẽ bằng chi tiết nhựa nhỉ, thay vì bọc da, cầu số sàn 6 cấp, đó. Rất là mới. Còn ghế lì thì cũng giống nhau thôi, đấy, ghế lì này, hai màu này. Một mẫu Hyundai Accent là một mẫu phân khúc hạng B mà em ăn đánh giá khả năng trải nghiệm và kiểu dáng đẹp. Ở đây thì cũng vẫn có gương kính chỉnh điện, gương cụp nhé, có cửa tải auto và tự động lốc cửa này. Khi mà anh chị chạy sẽ tự động lốc cửa nhé. Đó. Thì rồi, sau đây thì em An sẽ ra ngoài review mẫu xe này gửi cả anh chị. Và anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe anh chị nhé. Đó. Rồi, đây, chúc mừng anh chị, đây là một chiếc Hyundai Accent màu trắng luôn. Đây, cho anh chị tham quan. Một em xe này, màu trắng. Rất là đẹp luôn. Đó. Bản tiêu chuẩn thì sẽ khác ở ngoài, đó chính là bộ mâm. Mâm của bản tiêu chuẩn sẽ là mâm sắt. Đấy anh chị nhé, không phải là mâm đúc. Đó. Và chiếc xe thì tổng thể ngoại thất kích cỡ thì giống nhau thôi. Đó, và em này thì đã được chủ cũ trang bị cho anh chị như là vè mưa, lẹp kính. Đó, lẹp kính hay là các tay cửa mạ chrome rồi. Phần cụm đèn pha cũng được trang bị ốp đèn này. Đó, và dưới thì cái đèn bi gầm sương mù. Đó, đèn pha halogen anh chị nhé. Không có giải led định vị. Đó, 2020 và mới đi có 13.000 thôi. Nước sơn zin tuyệt đối luôn. Đó, xe này mới về tối muộn ngày hôm qua thì hôm nay thì em ăn review luôn. Đó, biển Đồng Nai anh chị nhé. Biển này mà anh chị được 5678 thì tuyệt vời đúng không anh chị. Tất cả là vỏ theo xe. Đó, rất là đẹp nha anh chị nhé. Và em này thì xi nhan tích hợp này, xi nhan tích hợp giải led đây. Và ở đây thì có khám phí đến tháng 6 2023 anh chị nhé. Cho em Accent này, màu trắng. Hôm trước nhiều anh chị hỏi em ăn lắm thì hôm nay em ăn về đây. Một em số sàn màu trắng. Xe này về thì cũng chẳng phải làm gì đâu anh chị. Nhìn tổng thể bên ngoài thì không chảy xước ha, chẳng phải làm gì cả, sẵn anh chị sử dụng thôi. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang niêm yết với mức giá là 388 triệu chị nhé, cho mẫu Hyundai Accent này. Ốp đèn cũng vào đầy đủ rồi, cụm đèn hậu giải led. Đó, ok đúng không anh chị, cửa kia đẹp rồi. Đó, form dáng đẹp và vào ăn teng với cá mập cho chị rồi nhé. Form dáng rất là đẹp luôn. 2020. Đó, tất cả là vỏ theo xe này. Đó, vỏ theo xe này. Tuần thứ 30 năm 2020 chị nhé. Đó, 13.000 cây thôi. Thì nó cũng như xe mới đâu. Hàng lướt đây. Các góc càng này. Đó, càng rất là khít. Sơn zin hết đây anh chị. Đó. Xe này thì em An sẽ cho anh em đánh bóng, rửa dọn nên là mới tinh luôn. Đây cho chị, đây đang tự động lốc cửa. Tay cửa là mạ chrome nhé chị nhé. Tay cửa là chủ xe vàng mạ chrome rồi. Oh. Đây ghế ra đây, ghế lì nha chị nha, ghế lì này. Đây thì cũng có hộp bệ thì tay. Đó, các cổng sạc AUX USB. Đó, em này thì đúng là còn quá là mới đâu, lướt mà. Đó, vô lăng tích hợp hết anh chị nhá. Ok, và tất cả những cái chi tiết cửa này thì em bao chuẩn cho chị là chưa tháo mở này, keo chỉ zin. Em này thì là hàng lướt rồi, cái mùi xem mới á, mùi nội thất á, còn mới tinh mà. À, ok đúng không anh chị. Trên đây thì cũng có hai cái đèn trần này, hai đèn trần này, trần thì zin theo xe. À, cũng rất là sạch sẽ, mới mà. Hộp bệ tì tay anh chị nhé. Tối nay thì lúc 19:30 thì em An sẽ live trực tiếp luôn, nên là anh chị nào mình rảnh thì có thể vào trực tiếp xem buổi live của em An vào lúc tối nay nhé, 19:30 thứ bảy hôm nay em An sẽ live trực tiếp luôn. Đó, tất cả là mới tinh luôn. Riêng bộ ghế lì thì mấy cái này thì không thể tránh được, tại vì nhiều lúc những cái đồ rơi thức ăn á, cái này thì mình phải vào bộ ghế da thì nó sạch hơn.
Về cơ bản thì cái bộ ghế gì này còn khá là đẹp, mới lắm anh chị, có một số vết dơ thôi, thì sẽ cho anh em vệ sinh. Hốc gió điều hòa hàng ghế sau đó, đầy đủ hết rồi, sạch sẽ nhá. Tất cả những cái chi tiết cửa thì zin đét luôn, anh chị thấy là rất là mới rồi đúng không ạ? Có gì đâu để bàn cho một em xe hàng lướt này. Tất cả những cái chi tiết keo chỉ cũng là bao zin cho anh chị nhá, bao zin, bao zin luôn. 2020 và chiếc xe này thì bên em đang liêm yết với mức giá là 388 triệu ạ. Đó, những chân côn này, thắng ga còn rất là đẹp nhá. Đây em sẽ cho anh chị tham quan phần khoang động cơ luôn. Đấy, mới tinh đúng không anh chị? Đây khoang hành lý đây. Đó, đồ nghề này, áo chùm này, lót cốp đây, đầy đủ hết đây. Đấy, chiếc xe mới tinh. Anh chị thấy là mua chiếc xe lướt này thì anh chị rất là hợp lý ha. Sơ cua này thì cũng nói chung là lướt nhẹ thôi, có thể bị lủng vỏ nên chủ xe thay bánh sơ cua xuống thôi. Đấy, bánh đây, tuyệt đối là không đâm ba cấn đục nhé. Đấy, mới tinh luôn. À, quá đẹp. Các đinh bấm hai bên này man bao zin cho chị, là những cái đinh bấm hai bên này là nguyên hết này. Đó, những chi tiết ốc cốp sau keo chỉ không mất phân nào hết ạ. Siêu mới rồi đúng không chị? Xe mặc xe này 2020. Em An nhắc lại nhé, 2020 số sàn bản tiêu chuẩn. Thì giá thì em An báo thì còn thương lượng, nên là anh chị nào mình quan tâm thì inbox em An hoặc là alo lên trực tiếp bên em để xem xe. Có xe này thì ngân hàng nó hỗ trợ anh chị được đâu đó được khoảng 200 triệu đó. Nhưng mà hiện tại thì hỗ trợ cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đấy, chiếc xe này thì cũng chẳng có gì phải để ý về gầm cả đúng không ạ? Gầm nó còn mới lắm anh chị. Đấy, rồi đây. Đó, tất cả những cái chi tiết cửa còn đẹp mới tinh luôn. 2020 đó. Một mẫu phân hạng B, kiểu dáng rất là đẹp. Bản này thì nó sẽ thiếu option hơn so với bản đổ ha, về mâm hay là về màn hình thôi, chứ còn về cơ bản thì cũng đầy đủ hết rồi. Quan trọng là anh chị có thể, anh chị mua anh chị có thể lên được, và lên thì cái chi phí lên nó cũng rất là rẻ đó, không có nhiều đâu. Thậm chí rẻ hơn giá xe mới luôn. Mới hết nha chị nha. Đấy, vỏ này phần thứ 32 2020. Đấy, chạy em này thì khỏi bàn này, lướt này. Đấy, gầm bệ mới đinh đúng không ạ? Đấy, hai túi khí an toàn này chị nhé. Đấy, quá đẹp rồi chị em này. 2020 đấy. Xe này thì đang là 388 triệu. Giá rất là tốt rồi đây chị, giá rất tốt cho mấy em xe hàng lướt này. Xe thì chủ xe không có đăng ký kinh doanh dịch vụ, thành ra là số km còn khá là ít đúng không ạ? Ok, đây chị tham quan phần khoang động cơ nhé. Máy 1.4 thôi, máy 1.4 thì mức tiêu nhiên liệu nó sẽ dao động đâu đó khoảng 7-8 lít. Đây, máy thì nó là máy mới rồi chị ạ, giờ có gì phải bàn quá nhiều trong chiếc xe như thế này đúng không ạ? Mà chi tiết là nguyên bản anh chị nhá, các ốc cabo này, các ốc má vè này, đấy, nguyên chưa tháo mà. Đấy, một ABS bên trong đây. Đấy, các khung xương các bạn nguyên bản hết cho chị luôn. Đấy, để mặt bao zin nhé, bao chuẩn chỉ anh chị luôn. Đấy, máy bảy mỏng mới đi, bảy ắc quy theo xe. Đó, ok, rất đẹp rồi anh chị ạ. Em này thì cũng gì để bàn đâu. Thôi, em An vừa gửi đến cả anh chị quen thân yêu của em An một mẫu xe phân hạng B, một chiếc Hyundai Accent số sàn 2020 bản tiêu chuẩn, nhưng chủ xe mới đi có 13.000 thôi, hàng lướt. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị và em An, hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.